Ngày 4 tháng 9 tại cảng hàng không Liên Khương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức đón thai phụ có nguyện vọng về sinh con tại địa phương. Theo đó, có 3 chuyến bay của hãng hàng không Pampu Airways đưa 448 người, trong đó có 251 thai phụ và 197 người thân đi cùng, trong đó có 37 trẻ em từ 11 địa phương, gồm thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu và Tiền Giang. Tại cảng hàng không Liên Khương, các thai phụ và người thân được hỗ trợ vào nhà ga, sau đó được phân luồng ra xe ô tô chờ sẵn bên ngoài. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng bố trí 35 xe các loại để phục vụ chở phụ nữ mang thai và người thân về các địa phương, thực hiện cách ly theo quy định phòng chống dịch COVID-19. Đợt hỗ trợ lần này, đối tượng là phụ nữ mang thai từ 6 tháng trở lên và người thân đi cùng, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lâm Đồng đang ở các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Ngoài 3 chuyến bay trên, những người đang ở Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước được đón bằng xe ô tô của Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng để về địa phương.